quan điểm chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến tỉnh Hưng Yên trong công tác tái định cư để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 là nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thực hiện quan điểm chỉ đạo này, huyện Văn Lâm đang tích cực triển khai 4 khu tái định cư cho người dân có đất ở để nhường cho dự án với nhiều yếu tố vượt trội so với khu dân cư hiện hữu. Vậy những nơi ở mới này tốt hơn nơi ở cũ ở những điểm nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Điểm đáng chú ý đầu tiên là cả 4 khu tái định cư thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, Đông Thôn Hoàng, Tây Thôn Hoàng và thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo đều được xây dựng theo cấp độ đô thị để phù hợp với mục tiêu đến năm 2025, khu vực trung tâm huyện Văn Lâm bao gồm cả xã Lạc Hồng và Lạc Đạo đạt tiêu chí đô thị loại 3. Tất cả các khu đều có tỷ lệ đất để làm nhà ở chỉ chiếm khoảng 40%, còn lại là đất xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, có khu vực cây xanh, không gian công cộng, bãi đỗ xe. Trong đó, khu dân cư thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng có diện tích lớn nhất với gần 7,5 hectare được thiết kế như một khu đô thị thu nhỏ. Thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng nằm trong Hưng Yên. Từ những năm xây dựng ban đầu, những năm 60, thì người dân đã cùng với cả chính quyền xây dựng hệ thống mạng lưới đường ô cờ có mặt cắt ngang đường và khoảng 6 mét. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã tham khảo và đã mở rộng mặt cắt đường là tối thiểu là 7,5 mét và vỉa hè tối thiểu là 3,5 mét. Và các cái tuyến đường bao gồm được liên kết chặt chẽ với cả các tuyến đường đô thị mới cũng như là liên kết chặt chẽ với các cái tuyến đường hiện tại. Ngoài cái việc hạ tầng kỹ thuật ra thì hạ tầng xã hội sẽ được chú trọng. Thứ nhất là xây dựng khu nhà văn hóa cộng cây xanh thể thao nằm giữa trung tâm của khu đất. Thứ hai là xây dựng các bãi đỗ xe theo quy định và định hướng mới của tỉnh Hưng Yên. Một điểm rất mới là hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư thôn Minh Hải có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt vào hai khu vực xử lý tập trung với công suất 400 mét khối ngày đêm, phù hợp với đề án xây dựng các khu xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư vừa mới được tỉnh Hưng Yên ban hành. Về sự kết nối, khu dân cư thôn Minh Hải có 3 đặc điểm. Một là kết nối với khu dân cư hiện hữu để người dân thuận tiện những việc trong họ ngoài làng. Hai là được đầu tư một tuyến đường dài khoảng 1,2 km kết nối từ quốc lộ 5 vào khu dân cư để thuận lợi cho việc đi lại. Ba là khu dân cư này tiếp giáp với khu vực phát triển dịch vụ đô thị liền kề đã được quy hoạch. Vì vậy, có thể nói đây là vị trí đắc địa đảm bảo sinh kế cho người dân theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ. Bố trí quy hoạch vị trí tái định cư bao xung quanh khu vực đó là đã là quy hoạch khu đô thị của xã Đình Dù và xã Hồng, kết nối giao thông đồng bộ theo tiêu chí giao thông đô thị để đảm bảo đời sống, cái hạ tầng kỹ thuật của nhân dân ở nơi ở mới nó tốt hơn nơi ở cũ. Các khu tái định cư Đông và Tây thôn Hoàng, thôn Xanh Tý ở xã Lạc Đạo có quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đảm bảo hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, có không gian chung rộng rãi, có tính kết nối cao với khu vực xung quanh và thực sự là những khu dân cư đáng sống theo tiêu chí đô thị hơn hẳn nhiều khu dân cư mới. Khu giãn dân đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua. Đây sẽ là nơi ở mới cho 233 hộ dân có đất ở của huyện Văn Lâm phải nhường đất cho dự án đường vành đai 4.